Đợt mưa lũ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 3 kéo dài hơn 10 ngày vừa qua ở Nghệ An đã làm hơn 8.000 hecta lúa chết. Sau mưa lũ, người dân đành để ruộng hoang. Đây là mảnh ruộng đã bị chết khô của gia đình bà Nguyễn Thị Bình ở xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên. Dù gieo trồng đúng lịch thời vụ, nhưng khi lúa vào giai đoạn chuẩn bị làm đồng thì gặp mưa lũ kéo dài, khiến hơn nửa diện tích ngập sâu trong nước. Năm nay thì theo cái diễn biến khí hậu thì biến đổi rất là phức tạp, cho nên là thời tiết mưa lụt nó xảy ra rất là sớm. Trên địa bàn huyện Hưng Nguyên thì đang trong cái giai đoạn mà lũ đang làm đồng, cho nên là làm ngập và mất trắng hoàn toàn trên địa bàn Hưng Nguyên là trên 2.300 hecta lúa. Và trước cái tình hình đó thì huyện đã chủ động là tiêu úng kịp thời, và đối với những cái diện tích nào mà không thể phục hồi được nữa thì huyện đã chỉ đạo bà con nông dân có thể là chuyển đổi sang một số cây trồng khác. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, đợt áp thấp nhiệt đới, bão số 3 và mưa lũ vừa qua đã làm hơn 28.000 hecta lúa bị ngập, trong đó diện tích thiệt hại hơn 70% không thể khắc phục là hơn 8.100 hecta. Để ổn định đời sống sản xuất của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 280 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp hơn 68 tỷ đồng.